điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chung kiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ liền cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô quà, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa, dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, luật thập ma chay số sức cháu nguồn dồi, thịt na thà xương máu thành na hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn, đức từ bi thượng hằng thể hiện, không xác xanh cái lòng mà thiện ta còn lạc. Trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết gánh chi cho bằng lòng mình, xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân quân tử mà rộng tình vô câu, muốn việc xảy bắt đầu sống nọ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận niết bàn không mà xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu.
đồng mà sâu chợ búa. Đem sấm ma kinh mà tự của thầy ban, học mà cho thông mà thuộc đôi hàng. Ngân nga trong lúc thanh nhàn băng khoăn, điều thứ bảy quyết tăng trong hoàng. An ủi người và cả ốm mơ đau, tuy duyên có thể giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức đó vẫn còn muốn thờ, tuy vô ngộ hình đừng ngờ rằng không. Ôi trong mà quài trần hồng, mấy ai nghĩ đến mà cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dầu khổ lao chớ nại công mà mình, biết rằng con phải hy sinh. Phật tiên đâu ngồi nở quên tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao rừng thăm, hay là đường muốn dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành cơ bản, giữ làm sao cho bạn không thù. Ở đây con nhớ rằng tu hạ mình nhân lỗi, mặc dù là không lời nói sao hòa trong hiệp ngoài. Đừng hơn người tuy phải ép lòng, không ham những chuyện mơn mông. Vừa nó đồ ấm đeo bông mà chi. Điều chó hết mười ghi chăm nhớ, Phật pháp tăng con nhớ quên ơn. Gia đình nghĩa toàn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà con thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con cháu, có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi danh. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, công ơn thầy tổ tỏ bày dạy khuyên, dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được vậy là hiếu ân, dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Ơn sâu nghĩa nặng
này hộ độ nơi đây. Chúng con cúi lại xin thầy chứng cho, nguyện cầu con lại con lo, sợ rằng thầy bỏ con mà đi đâu. Nửa đêm giờ giấc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứu cho con đi trở về. Quyên con nhớ kiền nhớ quê, quyên con nhớ kỳ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng mà con chẳng miên. Bây giờ con có nhung duyên, được thầy dạy dỗ lên thiền quân ba, thầy thương thầy độ cả nhà anh em huynh đệ ông bà của con. Bình đau thầy cũng lo tròn, gặp nhiều xui rủi nhờ ngờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm mà ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm mà râm, những lời thầy dạy trong tâm cái nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt quyền tâm kinh, để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức thiên hoàng, thầy về ân chứng giải vì gian cái chốn này. Lại này con lại tổ ngộ thầy, thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời lát đát mưa sa, trong phòng lặng lẽ mình thầy với đèn, lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiệu. Hồn bồng chân theo điệu nhạc trời, rồi liền đưa đến xa khơi. Nhìn xa mới biết là nơi liên trì, lòng tự hỏi đến chi vậy nhớ nhỉ. Chưa kịp mà cho ý nghĩ trả lời, liền nghe gió thoảng đường hơi, liền kỳ có một quá nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng người lấy, sắc đẹp pha
lẫn khối hào quang. Tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn từ trong sen ấy nhịp mưa nhàn trỗi lên, hồn lẫn tiếng thầm tiếng ca gọi lời ca rằng con hỡi là con đường ngã trần con ngọc đã mòn từ xưa giả sắc nay còn tim gan chừng nào con niết bàn nhập tịch nhập mà không mất tích ở con lời ca trầm mà bông déo giòn gương sồi mà tiếng vẫn còn chi vui hồn ta vẫn phất theo tiếng ấy đứng lặng như mà tờn giấy hình đồng khác nào như quang hư không chính mình lại chẳng ngóng mà trông cái thấy bóng có tiếng âm thanh sấm nổ đón qua sen đã chỗ vừa qua ngọn đèn bóng lại mọc tha trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ đẹp đẽ hơn tưởng vẻ chân gian Phật thương nào cũng dần minh vàng nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ tất nhiên là Phật có lời xa rằng con ơi Phật ở không xa tầm đâu tất thể Phật là đây ư qua này vốn chân như pháp bụng đèn này là vô hồ diệu năng nếu người không có thiện căn thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu qua cảm được sở cầu của chúng đèn thông qua y hướng trần gian trong đèn có pháp chân quang sức năng hiện khắp mười phán cái Phật Đà mỗi Phật mỗi lời xa chỉ diệu khiến người xem được căn hiểu căn duyên con không là kẻ đầu tiên xưa nay đã lắm người xem cái đèn này hỏi niệm mà chi có ngài theo đó tâm chúng sanh Phật rõ như gương con ơi nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn cái bừa bùng con hầu chi muốn cùng chư Phật cứu chúng
xanh khỏi cuộc căn quan. Lòng mà con cảm đến Phật Đà khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này. Lời trong qua mở khai lúc mơ nãy do mười phương thế dài Phật Đà khiến cho qua ứng lời xa trong qua có Phật Phật hơn một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác cũng Phật đây có khác hay chăng, đồng mà tâm đồng một bản năng cho nên sắc diện hình dung cùng đồng. Lấy dây để mà trong thì biết Phật với phàm giảng thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, kinh trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở Niết Bàn cùng tâm thân tình cùng mà đang từ bi dắt con đến đây chỉ cho biết muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thông để rồi lời Phật thiệt hơn chứ tỏ bài. Chẳng ai đang ngủ màn vô minh phất phổ say xưa, ngoài trời ầm mà y gió mưa, nhà hư sắp mà đổ mang chưa cái tình hồn. Cành chết ấy Phật không mà muốn con nên gọi con mà để con đấy nữa ư, là người phải biết thương người còn mau lấy giả bi từ khuyên dân. Trời thấy có dĩ thần hung ác xẻ ra tay tận sạc nhân gian, từ người giàu có phận cao sang đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là chánh khỏi tài mây không mà chống chọi qua, vì thần ấy lúc nổi ra chúng sinh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có hào quang bao bọc, thần ác không dám xốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, ấy là tự cứu lấy mình.
mình đây ngờ có bòn phước đức hơn bòn cổ quay, có tiền dư mấy đài cứu dân, ấy là phép nhiệm che thân cho ra khổn mắt để dành tiêu tan. Phật nói xong tay vàng liền chi, nơi phía tay liền thấy Phật ra, vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng, tìm người nghe liền biến tâm thần, mắt tay đều bị mê lần. Đất trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền, dù cho phim thần tiến đi nữa, bị mê rồi có chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn thì là có nó, nay còn lại ngay đây, chống được nó ít ai bớ chèn. Ngoài Phật ra một kẻ để thu, Phật thì lấy đức làm mà vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép là không thể cự đương được nào. Đức càng lớn quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai, đức mẹ của muôn loài, đức không có ấp chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức công không có Phật đà, đức là nguồn cõi của nhà chân tu. Đạo công đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tên nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quý thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Kinh nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình, ấy là phép tối diệu linh, gọi con đến để chân tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật mất đi, cúi đầu
ta đức từ bi, nhiệm màu giá chẳng còn ghi nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lúc phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cái cảnh nào. Xuyên đường ấy đèn cao đường ấy, có sức năng hiện thấy mười phương, chỉ phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cúng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy nghĩ, xen bỗng nhiên phức phản một cành, kể rồi tiếng nhạc liền sanh thần ca một khúc vang lên êm đềm. Ráng con ơi ngày đêm không có, cõi sen này sáng tỏ luôn luôn, mỗi qua mỗi cảnh khác thường, trong qua có Phật hiền đương cái tòa thiền. Qua thỏa mạng vô biên vô lường, lấy kiếp phàm có tính cho ra, như qua chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắp lộ giang đến hải hồn, sắp đến bút rõ cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Nhiều hơn sự an vui đó, không tu có thoát qua mọi mà đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ cái ăn mày. Xin con với bác ra tay giúp, tuy thân phần bằng cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người, xin thương chớ già nào cười khinh khi. Tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho, thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác tỷ cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nhiều, có phước cứ giữ sao sẽ khỏi gì nào. Cuối sinh cô bác xóm làng, đồng xu chén gạo xin ba cái bố giùm.
miệng vừa nói mà lưng vừa cười, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kế nghe có tiếng Phật đàn rằng con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến cho rằng phường lười biến ăn ngã mài, nào đây là Phật vị Nga Lai, vì câu bi mận ngồi ngoài là chợ đông. Kẻ nào thi một đồng một cắt, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường non, người không lầm mà thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay gót chẳng bên kia. Đồng mà trong ánh ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lễ mà gót trần. Qua làm mà một dĩ ngà quán liêm mà chật, thêm đầy ngà lòng những đức yêu dân. Sĩ ngà bên hộ về bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương ngà dân thề anh em ruột thật, vừa giúp mà dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh. Đất cho mặt được lành thân thề, đối cho ăn mà để khỏe mạnh lớn. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyên cất theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Cho vàng trẻ sang gần, thấy đều biết cảm mến ân rất nhiều. Luật nhân quả rất bình công vô cùng, riêng con khé nên nhận lòng mà tu. Trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lòng thanh. Ấy là biết cứu phàm tình đáy nhà, nghe lời thầy lòng son tim tỏ ra. Có cảm thì tức có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Phật đúng phép thập mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng.
Nhiệm mà màu sao trước nhiệm mà màu, môi mình biết được đuôi đầu sẻn thông. Quyên xanh chúng để lòng xét kỳ, chọn lấy câu nhân lý mà làm mà theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắc đá sơn khéo kinh nghiệm rằng. Rồi tự lực thiện hành chánh đạo, có ngàn muôn chớ nào tâm linh, luôn gìn vẹn đức kiên chính. Không nên Phật thánh cũng thành thiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ, căn tình yêu đáng lẽ tôn sùng. Khuyên người suy xét càng cùng, để lo cho khỏi lụy chúng kiếp tàn. Vừa theo những lời vàng Phật bảo, cõi trần là huyền áo sắc tiêu. Cách nào nhà dọc cột siêu, gặp cơn bão tố mà dễ nào đứng an. Cuộc sắc độ tiêu tàn khó tránh, ở trẻ già hãy lanh cho mau. Chừng chờ khi gió thổi vào, mạng căng kia khó giữ sao cho còn. Thầy ngôn vừa bao, cánh màu do tâm tạo mà sang. Nếu đồng tâm với Phật Đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi, tu thì thành chẳng thở nào không. Nguyện đi kêu khắp đại đồng, cho người cũng cõi trần hồng rắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đòi nghe ơn của đại từ. Phật liền nhếch miệng mỉm cười, thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép nhiệm, tai liền nghe con tiếng lá rung. Nhìn ra trang giới cành hoa, chuyển lại dài bâng rồi ra cái ngân liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên là ấy, là không mà chìm vẫn thấy tự nhiên. Vì ngày nào cũng rất trang nghiêm, đồng thuận cất dòng ngâm lên cái lời màu. Nam mô Đức Bổn Sư A
gì. Thầy tổ chứng minh thiện cơ chuyển lập thiên quân chi long qua đại hội cận đến rồi thượng ôi là ngài biển tuyên cả vũ trụ đồng chiều đòi thay hồng ba la bảy mười hai dùng đất nhật nguyệt tinh xương tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngoan hà hình đất nghiêng ngài đại hội một thiên là một công bài ngài đâu thoát lời chi đó là ngực nguyệt ngưng đi không hơi mà thờ mặt tình thánh tiên con Phật Phật liền cứu chữa con tiên đôi bữa sống liền con ma chật đật muốn con thần trở lại làm hiền trị dân các điểm hình ấn cần mượn xác mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần điểm đi biển thải đảo thành chừng ngày ấy núi ra bể cả biết hành non nước cả dầu soi phía xa tẩu thạch thủy nhòi đi lên thêm đằng đứng ngồi bên Đông Á đất liền Nam Việt nhờ sự tu hiểu biết tương lai muối dưa hẩm hút qua ngày đợi ngày minh nhật Phật nay định phần Nam Mô Bổn Sư Thích và kính thưa quý vị, Minh Trung và cùng quý vị vừa đồng hành qua địa 4 10 điều thầy khuyên, cũng là ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn, Dỗ Quý Kỵ Sư Ông lần thứ 16 tại Thiền Thất
Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và Minh Trung đại diện trong đạo tràng, sư phụ sư Minh Khánh. Hẹn gặp quý vị qua địa năm Vu Lan Báo Hiếu. Và một lần nữa, Minh Trung đại diện trong đạo tràng Thiền Thức Minh Khiết gửi lời chào đến quý vị, chúc tất cả quý vị nhà nhà hạnh phúc. Xin tạm biệt. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chúng mà kiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lì cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô quà, phải thật tình với cả chung mà quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa, dầu vàng bạc đầy rương càng tô, chân này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thành thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp mà môn quy luật, luật thật mà chạy số sức cháu nguồn dồi, thịt thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn, đức từ bi thượng hằng thể hiện, không xác xanh cái lòng mà thiện ta còn, lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không
sống mà hờn mà dân kiếp ganh à chi cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển cái thiên kinh hiền nhân quân tử mà rộng mà tình vô câu. Muốn việc xảy bắt đầu sống non là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng tập sống chớ nhận niết bàn không mà xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy văn ngày hai thời lắng lặng công phu việc chi giàu quá cần cô cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Khi rành việc đồng mà xấu chở